Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu đi em gái. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Trân. Em hiện đang là thủ quỹ của một hãng xe ở quận 7. Hiện em đang sinh sống và làm việc cũng ở quận 7 luôn. Sống ở Sài Gòn được hơn nửa đời người. Nói chính xác là hiện nay em được 31 tuổi. 31 tuổi rồi ha. Dễ thương, thủ quỹ một hãng xe quận 7. Rồi, mời chàng trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì xin chào cô chú và anh chị các bạn và chào bạn nữ bên cạnh. Em là Trương Quang Thịnh, sinh năm 1985, là trưởng phòng kinh doanh tại công ty cổ phần Địa ốc. Quê mình ở đâu em? Dạ em quê ở Long An. Long Nhưng An. Mà em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em gái là gì nè? Ưu điểm của em là cá tính, mạnh mẽ, hòa đồng. Với lại một phần của em là hơi hài hước nữa. Còn khuyết điểm của em thì là hơi thẳng tính. Bề ngoài người ta nhìn vô người ta nói em hơi bị lạnh lùng. Nhưng mà tiếp xúc với em chút thì thấy em lùng chứ em không có lạnh. Lùng thì lùng, dễ thương là dễ thương chứ đâu có làm sao đâu, đúng không? Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm của em là hiền, cũng mạnh mẽ. Mặc dù là em năm nay cũng ba mấy rồi mà em cứ luôn nghĩ mình mới có 24 thôi. Rồi về khuyết điểm của em thì em hay quên, em hay lơ đạn á, nhưng mà em cũng biết hát tiếng Hàn. Thôi thử hát một đoạn tiếng Hàn Quốc coi. Mới tập đêm qua tới 2 giờ sáng mà không biết. Bây giờ rồi. Dạ. Dạ. Giờ sông hè yo, isun kani, tachi nako, tachi boke, thuê nừng cư nắng. Một tướng có bò rì cô, cứ tê có thể xó xó. Nam mươn kinh rừng cá rì răng con. Y dòng y ra cô hà chô, có bù hàn su cá ôm chô. Nè sang nghe, y chô rô mà rùm tao năng. Tô ta si un su y sơn ca yô. Y sen nghe san mê kinh rê. Thằng xin nâng son muôn in con. Nè xa răng nghe nụ sơn chi an tô rông. Nâng ta ca bí chun kê yô. Tài nãy giờ anh nghe được cái gì đó là Sara nghe gì đúng không? Sara nghe là anh yêu em gì đó hả? Dạ cái bài này là định mệnh. Hãy hứa với anh khi giây phút này qua đi thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Trên cuộc đời có những điều mà chúng ta còn chưa biết được tới thì đó gọi là định mệnh. Thì định mệnh thì không thể chối từ được. Trong cái cuộc sống này đó nó đầy chông gai và thử thách. Thì chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau và vượt qua những điều đó. Cái bài rất hợp á. Hôm nay là định mệnh, chúng ta không thể chối cãi được nha. Sẵn bạn hát rồi thì em xin phục vụ văn nghệ cho tất cả mọi người. Đúng đồng rồi. Thời là tặng cho bạn bên cạnh luôn. Tối hôm qua em cũng không có ngủ được. Em cũng chế một cái bài hát rất nổi tiếng của Mỹ Tâm hiện giờ là Người Hãy Quên Em Đi. Nhưng mà tựa của em là Người Hãy Yêu Em Đi. Em xin gửi tặng mọi người. Lần đầu tiên bảo rằng bước lên trên đây, rằng lòng sẽ đem ai kia đó về. Giờ thì đến rồi, chỉ còn giây phút nữa mà thôi. Hồi hôm qua, mặc dù vẫn đang tươi cười, mà lòng thấy như hoang mang rối bời. Và đã đến rồi, vì chàng ở sát bên mà thôi. Thì hãy vui lên đi và tự tin nói hết những khuyết điểm, ưu điểm mình đang có, rồi sẽ chia tâm tư, nguyện vọng hay tiêu chí, vẽ ra luôn hình màu cho đối phương. Vậy thì em xin nói trước một lời về người đàn ông em sẽ bấm nút chọn. Điều đầu tiên kiên quyết đó chính là
người phải luôn yêu em. Hay quá. Rất là dễ thương, rất là cá tính. Hát rất là hay mà cái lời là hay nữa chứ. Tuyệt vời. Bên kia sao im lặng luôn rồi. Cảm giác như thế nào em trai? Dạ, bạn ấy chế mà sao hát hay như là thiệt luôn á. Như bài hát của gần thiệt mà chế. Nhạc sĩ sáng tác á. Định mệnh mà. Không có cãi được đâu em. Em thì có một cái ưu điểm là khi mà cảm xúc mà dâng trào rồi á, là em có thể tự làm thơ và tự sáng tác nhạc, tự chế những cái lời bài hát mà tùy theo cảm xúc của mình. Cái này là cũng anh cũng có cái điểm là cũng giống giống vậy đó. Để sau này anh chế cho em nghe. Hồi chế cũng phải xin phép nhạc sĩ nha. Yeah. Chế tầm bậy bạ. Bây giờ vô chút xíu tình trường đi. Tình trường của em gái thì sao? Dạ em thì đã trải qua được hai mối tình. Thì một mối tình là hồi thời đi học, nhưng mà tại vì bạn ấy bây giờ là định cư bên Úc rồi. Người thứ hai là do bạn ấy đổi nghề bất chợt đó chị. Ban đầu là bạn làm bên xây dựng, sau đó giờ chuyển qua nghề đánh bắt cá. Ảnh bắt cá hai tay, ảnh bắt cá hai tay. À trời ơi. Quen được bao lâu mà rồi anh chuyển nghề? Dạ thì cũng quen được 2 năm mấy 3 năm rồi. Nhưng mà em phát hiện được chuyện đó thì thôi em cho ảnh đổi nghề luôn. Từ đó tới nay là bao lâu rồi, là ở không? Dạ cũng 3 năm hơn rồi. 3 năm hơn. Dạ. Tại sao dễ thương vậy mà không ai cua? Do em sống nặng về tình cảm gia đình á, như là do nhà em gần với lại công ty. Đi làm về xong thì chỉ muốn là đi về sớm với lại mẹ để cho mẹ đỡ buồn thôi. Dạ. Bạn trai bên kia mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có 2 mối tình rồi chị Cát Tường. Thì một mối tình của em là 7 năm, mối tình thứ hai là cỡ 6 tháng thôi. Nhưng mà cái người bạn nữ này cũng bắt cá hai tay là bắt được con rồi. Rồi lại muốn bắt thêm em nữa. Hai bạn này dạ, có vẻ cũng định mệnh quá ha. Có người yêu mà cũng bắt cá giống nhau. Chút xíu trước khi mà bấm nút, hai bạn phải thề với nhau là không chuyển nghề nha. Rồi, sao mình hỏi thêm ý kiến người thân là hôm gái em đi với ai? Dạ, em đi với lại cô giáo của em dạy từ hồi cấp 2 tới giờ với lại một người bạn là chơi thân với em từ nhỏ. Dạ, xin chào tất cả các vị khán giả. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Tôi là cô giáo của bé Trân là từ cách đây cũng 20 năm rồi. Từ bé là nó đã thể hiện cá tính, nghịch thì cũng nghịch lắm. Từ nãy giờ ngồi đây và chứng kiến thì cô thấy là đúng là định mệnh con. Ở bạn trai đây có những cái mà cứ nói lên là cô nghĩ là con cũng y chang vậy. Cô rất là vui mừng, chúc cho hai con là sẽ tiến tới được xa hơn. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi, bạn gái có em bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cho ý kiến thêm của em nữa. Bạn gái dễ thương quá. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào anh. Sau những gì mà Trân và anh chia sẻ, em cảm thấy là hai người có những điểm tương đồng mà em nghĩ là hai người có thể hỗ trợ, tương trợ nhau về sau. Và em ủng hộ Trân thử một lần. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn trong công ty. Chào hai MC xinh đẹp của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Chào gia đình nhà gái. Và chào các quý vị khán giả. Hôm nay mẹ thấy là cái cô bên này cũng hơi có cái tánh hài hước thì hơi. Mẹ chịu á, cô nói với con vậy. Thịnh cô nó thiệt tình dữ lắm. Ai nói gì nó tin nấy. Hồi nhỏ là người ta gạt nó hoài. Con có cơ hội thì con cho nó cơ hội. Rồi về con điều khiển nó. Chứ để nó bị người ta gạt hoài luôn. Trời ơi. Có bao nhiêu lời đó thôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Ủa em hồi đó em bị gạt là em bị gạt cái gì mà nãy giờ nghe giới thiệu bị gạt hoài vậy em trai? Thì em cũng hiền á, giống như bạn bè rồi hay ai người thân cũng không có thân thiết gì với em cho lắm. Em chào chị. Chào em. Thì mượn tiền hay gì đó là em cũng cho mượn. Cho mượn tiền? Rồi họ trả tiền chưa? Rồi nói trả rồi nhưng mà trả lúc mà em đang ngủ. Hả? Cái gì vậy? Hồi nhỏ em cũng thích võ thật á. Nhưng mà em tự tập. Xíu nữa biểu diễn. Yeah. Bây giờ muốn kiếm người vợ như thế nào? Thì em kiếm một người vợ là kỹ tính tí để quản lý em, hiếu thảo cha mẹ. Nói chung là đừng có chảnh quá. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cỡ 1m55 trở lên là được. Rồi, chuẩn rồi đó. Rồi nói chung là dễ thương. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì em cũng thật sự là em cũng lớn rồi. Cũng cỡ tầm 6 tháng tìm hiểu là có thể tiến tới hôn nhân. Rồi. Em muốn chừng nào kết hôn được? Dạ, em thì luôn trong tư thế sẵn sàng. Luôn trong tư thế sẵn sàng? Dạ, em sợ yêu lâu lắm.
Nên nếu như mà cả hai cảm thấy hợp nhau và cảm thấy cần và đủ để sống vì nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân. Mà em có đặt ra tiêu chí người bạn trai mình như thế nào? Tiêu chí đầu tiên kiên quyết của em là không được hút thuốc. Cái thứ hai nữa là nhớ cạo sạch râu mỗi buổi sáng. Sao vậy? Thì em không biết làm sao mà em sợ cảm giác của những người để râu lắm. Nhiều khi đến gần mà chuẩn bị hôn mình hay gì là em nổi da gà hết trơn. Như anh kia láng lắm, không có râu. Nhưng mà em có hút thuốc không em trai? Hồi nhỏ xíu lớp 5 á, em thấy người lớn họ hút. Em nói tại sao mà người lớn họ khoái hút thuốc gì vậy? Chắc nó ngon lắm hay sao á. Em cũng lén em hút thử. Hút xong cái em mệt, chọn kẹo còn hơn là chọn thuốc. Đó, từ đó thì sao là em không có hút thuốc. Nghe tưởng nó hút thuốc từ lớp 5 bây giờ nghiện rồi, tôi chắc tôi chết quá. Té ra là không em có hút trai thuốc. Định có điểm mà gì không thích ở người bạn gái không? Em không thích cái người con gái mà đen, rồi hôi, nhiều lông, nhiều lông. Gì vậy? Dạ, tiêu chí không thích gì nhắc lại anh nghe coi. Đen nè, rồi hôi nè, rồi nhiều lông. Cô bên kia cũng thích nhiều râu, em cũng thích nhiều lông. Kỳ lạ. Sao em có ý nghĩ kỳ lạ vậy? Thôi coi bên đó có lông. Dễ thương. Ta gặp nhau đã đôi lần ở hãng xe. Đàn trai yêu cầu nghe. Hôi. Không có đen nha. Không có hôi luôn. Còn chuyện kia tôi không biết. Đó. Tôi không có khả năng kiểm tra. Dễ thương là được rồi. Chàng trai bên đây tuy rằng không có râu, nói về tóc thì cũng không có. Hôm nay định mệnh rồi. Mình mở rào đi. Định mệnh không lông và không râu. Bắt đầu. Em chào anh. Em chào em. Anh tặng em con mèo. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây là tuổi của em. Dạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Tuổi con gì em? Con mèo luôn. Dạ, em tuổi mèo. Trời ơi, sao tặng đúng tuổi vậy? Đúng. Mà em thấy để cô bên kia em biểu diễn cái tài nghệ của mình chút xíu rồi, tài lẻ cho cô gái coi coi. Thì anh cũng có chút người đàn ông, người đàn ông. Ủa, con chút người đàn ông mà hả? Cái này nhìn nó cũng hơi nguy hiểm. 12 năm em bỏ, mới tập lại đêm qua. Trời đất ơi, mới tập là hôm qua đó em, xa xa đây cưng. Mới tập hôm qua mà làm thấy ghê không? Được, phải la lên giống chung tuổi đơn mới được. Hi, 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 la lên chứ. Hi, wow. Được, dữ à. Rồi, hai tay hai cô. Hai cô. Minh Họa. Oh, kẹp nách. Dạ bỏ cũng nách có nách rớt. Thôi cũng được. Rồi. Dữ không em? Cũng được rồi đó. Được. Áo đi nào. Chú rể của tôi. Thôi bây giờ chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi các bạn. Em thấy anh hợp không? Dạ thì em thì mới đầu thì em thấy là cảm thấy là hấp dẫn. Còn cái nhìn đầu tiên của anh khi gặp em thì như thế nào? Thấy em là dễ thương, hiền. Có đen không? Trắng hồng đẹp. Có hôi không? Nãy đi lại gần nghe thơm. Còn cái thứ ba tôi không biết nha. Cái thứ ba thì anh yên tâm, thì tóc em nhiều lắm, em nghĩ nên cái phần lông chắc nó dồn lên tóc hết. Chắc không đến nỗi lông nhiều như anh nghĩ. Dạ. Nói chung là mình cũng lớn rồi, thì nói chung anh cũng lên chương trình này thì cũng thật sự là anh nghiêm túc, thì cũng mong là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà khi mà anh đọc được một quyển sách hay á, thì anh sẽ gìn giữ nó và anh sẽ lưu trữ nó như thế nào? Mình đọc nhiều nó sẽ cũ đi. Nhưng mà cái kiến thức trong đó mình hấp thụ được thì nó mình phải thể hiện ra. Đối với anh như thế nào gọi là hay? Cái hay với cái này đó là do mỗi người cảm nhận. Để cái gì mà nó tốt cho xã hội thì anh thấy nó là hay. Thì với em thì một quyển sách hay là một quyển sách mà mỗi ngày mình lật nó một trang mới thì mình sẽ khám phá được thêm nhiều điều hay và nhiều điều mới từ quyển sách đó, và có thể là làm cho cuộc sống của mình nó thay đổi nhờ vào những cái điều ở trong đó mình đã học được. Em sẽ cố gắng sẽ là một cái quyển sách hay đó để anh tìm đến nó và mãi khám phá nó.
Cảm ơn em, anh nhất định sẽ khám phá hết. Để em sẽ cố gắng là em sẽ là người dụ anh cuối cùng. Thật hay. Chúng ta chặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nào, nắm tay nhau đi chàng trai và cô gái. Chúng ta là những người gọi là rất có duyên với nhau. Đây là một cặp đôi anh nghĩ rằng có thể có tin sớm cho tất cả mọi người. Hãy làm nhiệm vụ của một chàng trai khi mà ta đồng ý bấm nút, đó là hôn cô gái, để chứng minh rằng tất cả những điều nãy giờ mình nói là từ trái tim của mình. Cho anh được phép không em? Rất là dễ thương. Huỳnh Minh Đạt. Rồi, tao giới thiệu về bản thân nè. Rồi, ngồi thẳng lên rồi Đạt. Dạ. Ừ. Hôm nay, tự tin là nhìn thẳng đây nè. Mình bị bệnh nè. Dạ, rồi. Bệnh nặng không? Dạ, 2 tuổi. 2 tuổi hả? Dạ. Rồi, mời em nha, sân khấu này là của em. Dạ. Em tên là Huỳnh Minh Đạt, hôm nay em 33 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên quán em cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm về kinh doanh cho ngành trái cây xuất nhập khẩu mà chuyên nhập về trái cây từ nước ngoài về. Nói tự này. Dạ, cái đó thì nó có một quá trình. Thực ra đó là của mình thì em đi trước, xong sau này thì em mới là người phát triển cái mảng thị trường siêu thị và em đến với quản lý luôn mảng thị trường này luôn. Là em có làm cho công ty tư nhân đúng không hay như thế nào? Cái công ty này thực chất nó là làm cho cái bên em và tụi em là chủ cửa hàng để nhập hàng. Thường là anh nhập những loại trái cây gì? Táo, nho, cherry, rồi tất cả các mặt hàng của các nước ngoài trừ hàng của Trung Quốc. À, không nhập hàng Trung Quốc. Dạ đúng. Ok, em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Nói về ngành này thì lúc trước đó, thì khi mà khi em còn là sinh viên á, em kiến nghị với chị em là em xây dựng cái nền móng thứ hai này, thì lúc đó chưa thì em không xác định ngoài em là ăn hoa hồng. Thí dụ như em bán 1 công thì em lấy bao nhiêu tiền như vậy, rồi lên chỉ số và tỷ lệ là lãi suất lợi nhuận. Thì đó chia theo như vậy thì em được khoảng bao nhiêu? Thí dụ như có khi cũng được 100, có khi cũng được 70, có khi cũng được 300, nó không đều. Nhưng mà cái thu nhập cố định của em thì em cho thuê phòng trọ, cho nên thu nhập nó cố định đứng. À, có thuê phòng trọ nữa. Dạ, là mấy căn lận? Dạ, hiện tại bây giờ là 20 căn. Cho thuê phòng trọ 20 căn? Dạ. Đó là của em làm hay em làm chung với ai? Không, thật sự đó, thì tất cả em làm tới hiện tại em làm tới 4 ngành và do bọn em phát triển từ nhỏ, từ ngày sinh viên đến bây giờ luôn. Thì tất cả đều là của vốn của em thôi. Em đứng tên đó. Em đứng tên hết. Phòng trọ này là kiểu chung cư hay là nhà? Không, nhà dành cho dạng như là công nhân viên thôi. Bao nhiêu một căn? Thuê á, giá thuê bao nhiêu một căn? 1.4 triệu hả? 1.4 triệu hả? Bao nhiêu ai luôn đó hả? Dạ. 1.4 triệu một căn là coi như một tháng được nhiêu ta? 34 triệu. Tướng đó đúng không? 34 triệu. Rồi ok, coi như là bây giờ cũng có kinh tế này kia cũng khá là ổn định rồi đúng không? Dạ. Da mình hồi đó giờ đen gì đó hả? Dạ, tại vì em thì khá là không trần. Em thì em không có áo khoác, cũng chẳng có gì được cả. Dạ, đi làm cũng như đi chơi vậy thôi. Ok, rồi bây giờ Đạt chia sẻ một xíu về bản thân mình đi, là chi tiết ha. Dạ. Chưa chia sẻ giờ về điểm mạnh, điểm yếu của mình á. Thật sự là em là một người cực kỳ thấp luôn và rất là chẳng tính và hầu như em không giỡn. Hơi khó và không nói chơi. Không thích nói chơi. Không thích nói chơi và nói chơi thì em sẽ khó chịu. Tại vì trong môi trường làm việc của tụi em thì như giám đốc rất nhiều, giám đốc từ hành quy mô hoặc là cơ quan chính quyền cơ chức năng nhiều. Thì đó là tụi em phải huấn luyện thêm những cái bản thân của em. Cho nên
trường, bây giờ em phải thay đổi môi trường đi tìm bạn gái rồi, mặt em vậy em rất là sợ sao ta dám mà tìm hiểu em. Không, thật sự em nói gì, thật sự em nói về nếu như mà quá nghiêm túc, một người con trai nên nghiêm túc để xây dựng và trụ cột của gia đình sau này. Còn nếu như nói quá nhiều hoặc là nói không cần thiết, thành ra người đó không làm được gì cả. Vì đó là một quan điểm của em. Cho nên em không nói và em chỉ làm. Quan điểm của mình trước giờ đúng không? Rồi. Thế thì trước giờ mình đã yêu những cô như thế nào rồi, yêu mấy mối tình rồi? Dạ, thật chất là em có ba mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên vào năm 2010. Thì năm đó thì cô ấy cũng nhỏ hơn 1 tuổi. Em quen được 1 năm thì mới cưới, nhưng mà lúc đó em là sinh viên. Không đủ khả năng để làm kinh tế và thì em có khó khăn. Em không cưới cho nên cô ấy đi lấy chồng xíu. Rồi qua mối tình thứ hai của em thì tụi em gặp nhau trong quá trình em đi ngoại giao và ký kết hợp đồng. Nhưng mà đây thì em chia sẻ được đây thôi. Lúc đó thì có một số công ty lớn và tỉnh tập đoàn lớn có một quy định như vậy là tất cả các người trong các phòng ngoại giao và đối tác cũng như cùng một ngành hàng không thể có yêu đương tình cảm và không được có hòa mối quan hệ qua lại với nhau. Thì lúc đó là khi được em lấy là đúng thành phải trốn cho nên thôi không quen nữa. Rồi qua mối tình thứ ba của em thì cũng được 1.5 năm vào năm 2016. Thì cô ấy sinh năm 1995. Khi đó thì cũng đặt vấn đề đến chính thức hôn nhân, nhưng mà khi mà em trình bày ra quan điểm thì cô ấy luôn phủ nhận và cô ấy không thích, cô ấy cứ bắt em theo ý cô ấy thì thôi em cũng thấy không phù hợp được rồi. Thì cũng tất cả cũng ra đi như thành hết. Là bao lâu rồi mà không quen ai? 2016 đến 2022 là 6 năm. Rồi muốn tìm mẫu bạn gái nè. Dạ, mẫu bạn gái của em thì cao khoảng 1m60 nữa là được. Gần 1m60 luôn không em? Dạ được chị. Khuôn mặt thì dễ nhìn. Để tiểu thương á, có học thức và có thể ứng xử với cha mẹ, tôn trọng cha mẹ người lớn và ứng xử với mọi người, còn nó không có đạo và ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt, tại vì em ở thành phố này. Có nghĩa là vùng miền ở đâu cũng được mà đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ, đúng miền Nam, nói chung là miền Nam bên miền Tây đi, nhưng mà có đạo như vậy, tại vì cũng có một vài trường hợp khi tôi tìm hiểu mà ra cái đạo thì khi ra đạo thì em muốn trình bày quan điểm của em là đạo ai nấy giữ, em không muốn theo đạo ra thì cũng phải chia tay thôi. Em có đạo à? Không, em không đạo. Người ta đạo. Tức là không đạo, em không đạo được đúng không? Dạ đúng. Miền Nam hoặc là các tỉnh miền Tây còn miền. Dạ miền Tây với lại miền Nam mình đông anh. Tuổi tác thì sao? Dạ tuổi tác thì cỡ khoảng năm 1996 đến năm 86, ok. Rồi, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Chắc thôi được không? Nhớ lên đó, đừng có mặc cam nữa nha. Nói chung là có thể nhậu cũng được, có thể uống bia được, có thể ok, rồi, tại sao mình cũng phải cái gì đó, tất nhiên những gì đó. Tại vì em từng sống và làm việc với nước ngoài một thời gian rồi, cho nên những gì đó em rất thoải mái. Nhậu được thôi, tại uống với nhau thì không được thôi. Tiếp còn gì nữa không? Mình là cao mét mấy? Mét 77. Nặng 77 kg. Dạ. Ok, bây giờ hiện tại mình đang ở với gia đình mình luôn hay như thế nào? Dạ không, em ở riêng rồi ạ. Em ở riêng đây 7 năm rồi. À vậy hả? Còn ba mẹ này kia ở đâu? Dạ ba mẹ ở một nhà khác, cũng ở trong quận thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, ở riêng 7 năm rồi. Dạ. Là căn nhà này là nhà riêng của mình luôn. Mua luôn, mua nhà chung cư hay nhà phố? Dạ, nhà phố chị. À, hồi đó mua bao nhiêu tiền? Hồi đó em mua khoảng cỡ 3.7 và 2015 là 2015 đã mua nhà rồi, xong mới xây nhà trọ. Rồi em mới mua. Nói chung là em quy hoạch lại hết tất cả khi mà em lớn lên em học, tại vì cái ngành mình đang học là ngành khoa học công nghệ thông tin, thì em sẽ làm được
kế mà là học thức quá là toàn bộ để chính hợp pháp để em làm được. Có như những cái này là tự em làm này khi các thứ như là có gia đình này hỗ trợ em không? Không, tại vì thực sự tôi quan ngoại ba em thì năm nay đã 70 tuổi rồi, là không thể hỗ trợ em. Thì mẹ thì chỉ có mẹ chỉ có tư ý kiến mà cũng nói chung là lưu quần và quyết định cuối cùng cũng thuộc em. Ok, nói chung là bây giờ là có căn nhà mấy tỷ, rồi có 20 căn nhà trọ, ha, dạ, rồi là một căn biệt thự nữa. Trời ơi, đó là một cái mời đời ra dữ dàng trời. Một căn biệt thự ở đâu? Dạ, một căn biệt thự quận 12. À, biệt thự quận 12. Căn dạ. Này mua nhiêu nữa? Dạ, căn này em tự xây luôn. Tự xây luôn? Dạ, làm trên mặt đất 1.000 mét vuông. 1.000 mét vuông? Dạ. Rồi căn này có ai ở không? Dạ, căn này chỉ có ba mẹ ở thôi. Dạ, người làm của ba mẹ. À, là ba mẹ ở riêng ở căn biệt thự này. Dạ. Rồi, em có một cái gai làm tô riêng nữa. Có, trời ơi, bởi vì ngồi ngồi cái ông liệt kê danh sách tài sản ra hết luôn. Một cái ra ô tô riêng nữa. Dạ, rồi ông qua. Dạ, đến đó không vậy. Nói tiếp đi, còn gì nữa. Thôi được. Dạ. Đây là đầu tiên nè. Đầu tiên em nói rất nhiều về em đúng không? Vậy hả? Nói với một bạn gái. Không như em không thích nói là không có ai chịu đâu. Không như em không nói gì vậy. Trời ơi, anh nói em không có bạn gái, có vợ nha. Rồi bây giờ là ổn định hết rồi đó, thấy là tài sản này kia là ok đó. Giờ có thêm cô vợ về nữa đó, là được rồi. Nhưng mà ba mẹ ở nhà có hối cưới không, có làm mai cho ai không? Cũng có, nhưng mà theo quan điểm là nếu như một chính sách được không á thì sau này thí dụ như thành thì không nói, như là lỡ khi mà trở mặt với nhau hoặc là không phù hợp với nhau, có trở mặt rất là khó nhìn nhau. Cho nên đó là lý do tại sao em không tiếp xúc với những mối quan hệ việc làm nào đi thì bên ngoài là được em quen. Mà công việc của em tính ra là cũng tiếp xúc với rất là nhiều người đúng không? Nhiều. Thật ra cũng tiếp xúc nhưng mà ra phần gặp nhau cũng chỉ có gây động rất là nhiều. Ví dụ như em và các quản trưởng. Ví dụ như là chỉ về công việc thôi chị. Thì dựa trên vấn đề công việc nếu như em có thể phục trợ thì cũng rất nhiều người. Nhưng mà khi mà dính tới tình cảm rồi thì sự công bằng nó sẽ không còn. Và sự cân bằng nó không còn làm cho mình rất là khó xử. Mà em là một người rất quyết đoán. Sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Vì điều đó cho nên em không muốn dính tới tình cảm. Thì cho trọ mấy cô nó ok, cho ở miễn phí rồi được không? Có cô nào vậy không? Dạ không có chị. Không có hả? Là tới tháng là phải đúng tháng là chuyển tiền cho em đúng không? Ừ. Có tới thu tiền hay ta tự chuyển vô tài khoản? Dạ, chuyển vô tài khoản cũng có, mà tới thu cũng có. Coi như là rạch rồi ha, tình cảm là tình cảm, tiền bạc là tiền bạc. Nhưng không có liên quan gì với nhau hết. Tiền bạc thân minh đúng không? Ai tình thì dứt khoát đúng không? Đúng rồi, có thể là em là chuyện đâu có đó, thì là chuyện đó, không có gì được. Cho nên em muốn tính tất cả em cũng có chính này. Nói chung là tiền bạc rõ ràng. Đúng không? Rồi. Không phải là tiền bạc cũng. Ví dụ như em nói vậy, như có một cô gái em quen, em nói như vậy. Em sau này em cưới về, em muốn đi làm bên trên làm thoải mái. Tiền bạc em cứ giữ cho nhà mẹ, rồi gia đình anh sẽ lo. Nhưng mà cô ấy không chịu, cô ấy muốn em giao toàn bộ quyền của em cho cô ấy. Thì em nói chị nghe, tới một người con trai là trụ cột gia đình này có làm được. Coi như là em làm bao nhiêu tiền tài sản của em là đưa cho cô đó giữ hết luôn. Đúng, có nghĩa là cô ấy yêu cầu em ra cái tư duy chính sách đó tới với em. Thì đó là chuyện không thể được. Chẳng hạn như chuyện gia đình em đã lo hết rồi. Cha mẹ hai bên đều là cân bằng với nhau. Có nghĩa là em lo cho cầu, nhưng mà để giao hết tất cả thì không được. Thì okay, người bên đây thì có nghĩa là người con gái đó thì ví dụ như cô ấy muốn gì cô ấy cần gì thì còn có thể cho cô ấy, nhưng mà đừng có yêu cầu quá cao của em thôi. Mà em nghĩ khi nào, tại vì cái kinh tế cũng như cái tài sản mình lớn quá, nó lại ngăn cản cái chuyện tình yêu